Để bắt đầu tìm hiểu loạt bài hướng dẫn này và những phần hướng dẫn khác của Spring trong Fresher Academy thì các bạn cần phải có kiến thức cơ bản về Java. Để từ đó các bạn có thể hiểu được những concept về setter, getter, constructor, interface hay là abstract class. Ngoài ra các bạn cũng sẽ hiểu được khái niệm về annotation hay là những advanced feature khác của Java. Các bạn cũng cần phải có kiến thức cơ bản về Maven để có thể tạo ra các project Maven và biết cách làm việc với các file POM. Spring sử dụng các email configuration khi bắt đầu và sau này cho phép config trong Java code. Tuy nhiên, đại đa số những ứng dụng của Spring thì sử dụng XML. Vì vậy, các bạn cần phải hiểu được XML là gì và cách làm việc với các XML trong các dự án. Thì đó là tất cả những yêu cầu bắt buộc trước khi các bạn tìm hiểu về Spring, cũng như là những cái phần khác của Spring Framework trong Fresher Academy.